Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review toàn cảnh bên trong quán cà phê Mai Xanh cho các bạn cùng xem nhé. Các cô chú anh chị và các bạn xem video của mình, nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông theo dõi các video mới trên kênh của mình nhé. Một đăng ký của các bạn sẽ làm cho mình giúp kênh phát triển và mình có động lực làm các video mới để chia sẻ cho các bạn và cô chú anh chị. Mời các cả mọi người cùng đón xem video của mình hôm nay nhé. Đây là toàn cảnh khung la dàn lan được ghép trên thân cây các bạn nhé, rất chi là đẹp. Ở đây khung cảnh xung quanh là rất nhiều giò lan được ghép trên các thân cây gỗ rất to và đẹp nhé. Đặc biệt ở khung gian thoáng rất là rộng, mát, sạch sẽ. Đây là phía trước các bạn là các cành lan được ghép vào các thân cây gỗ, nó đang hiện mầm tòa đang sinh sôi và nảy nở. Một số giờ lan thì nó cũng đang nở được nha các bạn. Đây là cái chỗ khu quầy lan nên rất là nhiều, quán này rất có nhiều là lan nha các bạn, từ trước ra ngoài và hai bên của quán rồi các bạn. Mấy bên kia thì nó cũng có rất là nhiều lan mà người ta đã trồng và ghép vô trong các thân cây gỗ, nó đã hiện nay đã sống chắc cũng rất là nhiều đó các bạn. Đây là khu vực phía dưới có nhiều cái chòi bên trong là để mình uống cà phê bên trong đó nha các bạn. Ở phía trước thì nó cũng có một cái khu riêng nằm ở cái tầng trên đầu đó các bạn, cũng có để mình
phê ở bên trên đó, nắm uống toàn bánh cà phê. Đây là cái hòn Đông Bộ, người ta đã nuôi cá koi, bên dưới rất là nhiều cá koi mà dưới tên thì được trồng treo các cái giò lan, cây cành xung quanh rất là đẹp. Hôm nay trời nó mưa nhiều cơ, cây xanh bây giờ nó phát triển mà xanh tươi rất tốt. Đang có một số dây giò lan thì ở đây nó cũng đang được nở nha các bạn. Cá koi rất là nhiều phía dưới đúng không? Người cùng ngắm cá nha các bạn. Đây mình chỉ quay bên trong cái chòi bên trong các bạn đó. Đây là nơi mình có thể ngồi các khách đến mình làm cái bàn nhậu, bàn nhỏ bên này mình có thể ngồi uống cà phê bên này nữa các bạn. Khu vực rất là có cái võng nữa, trưa mình có thể nghỉ ngơi các võng ở đây. Đây là phía dưới này lan rất là nhiều. Người ta đã biết tên thằng cây cổ nó sống rồi các bạn. Là khu vực trung tâm của quán, cái khu này là khu các quầy rượu sim các bạn. Đây, nó tùy theo đủ các loại luôn các bạn, từ thấp đến cao và các loại rượu khác nữa nha các bạn. Còn bên này là khu vui chơi của trẻ em nha các bạn. Đây, khu vui chơi của trẻ em.
Mình xin phép kết thúc video tại đây. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông theo dõi các video mới trên kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video mới tiếp theo.